Cập nhật diễn biến nóng nhất của cuộc xung đột Nga-Ukraine trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk hôm ngày 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công vào các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Jelenis Lyak và Nikolaj Vodarino ngoài ra quân đội nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của ukraine gần chelny sliyak novo novoyanovka noviput plekovo Servo Delikovo và chekatkaya konopenka theo bộ quốc phòng nga lực lượng nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của ukraine tại một khu vực biên giới ở kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái uav Bộ Quốc phòng Nga xác nhận do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và hai hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày. Hãng tin TASS Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Atis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Trước đó, Thiếu tướng Aptia Laudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay theo ông alodinov các cuộc tấn công của nga ở kursk trong thời gian qua đã buộc ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực Tờ báo Tây Ban Nha Empire trích dẫn lời một số sĩ quan Ukraine cho biết, quân nhân Ukraine ngày càng từ chối tuân theo mệnh lệnh và chạy trốn khỏi vị trí, cáo buộc giới lãnh đạo giao cho họ nhiệm vụ tự sát. Tờ báo này tuyên bố rằng binh lính từ bốn lữ đoàn chiến đấu gần khu định cư bị bao vây, Kurakovo ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã tuyên bố rằng tương lai của cuộc chiến rất ảm đạm vì không có đủ quân thay thế. Một trung sĩ người Ukraine chia sẻ với hãng tin Tây Ban Nha rằng tình trạng thiếu hụt binh lính đã trở thành vấn đề lớn nhất mà quân đội Ukraine phải đối mặt. Lưu ý rằng quân nhân thường phải ở nguyên vị trí trong 3 tháng mà không được nghỉ ngơi hoặc luân chuyển. Một quân nhân khác phục vụ trong lực lượng phòng vệ lãnh thổ, TRO tiết lộ với El Pais rằng Tại một thời điểm, Lữ đoàn lực lượng phòng vệ lãnh thổ TRO số 116 gần Kurakovo đã giàn dựng một cuộc nổi loạn hàng loạt và từ chối tuân theo lệnh. Sau đó, toàn bộ lữ đoàn được cho là đã được chuyển đến vùng Sumy, nơi Kiev phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Một nguồn tin trong các cơ quan an ninh của Nga cũng đã xác nhận với hãng thông tấn TASS rằng lữ đoàn TRO-116 của Ukraine thực sự đã được chuyển đến để tham gia cuộc tấn công Kursk như một hình phạt cho cuộc nổi loạn của họ nga từ lâu đã mô tả các hành động thù địch ở ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do mỹ khởi xướng chống lại nga trong đó binh lính ukraine bị coi là bia đỡ đạn với sự đồng lõa của chính phủ nước này Tổng thống Ukraine gần đây đã trở về từ chuyến công du Tây Âu và Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc xung đột với Nga, trong khi Mỹ và các đồng minh hứa sẽ cung cấp thêm vũ khí và đạn dược. Nhưng nhìn chung họ không tán thành kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu tại Kiev, ông Zelensky nhấn mạnh, tôi nói mọi thứ theo cách tôi thấy, chứ không phải theo cách mà ai đó muốn. Phía Đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập NATO, và đó là sự thật. Ông thừa nhận rằng Đức chỉ đứng sau Mỹ về mặt viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, nhưng lập luận rằng chính quyền ở Berlin lo sợ chủ đề NATO-Đức khi nói đến phản ứng từ Nga. Đó là sự thật. Ông Zelensky cho biết Mỹ ảnh hưởng đến quan điểm của Đức trong các vấn đề liên quan đến Ukraine. Ông cho biết thêm rằng Kiev tin rằng NATO đang trải qua quá trình thống nhất quan điểm về vấn đề tư cách thành viên của Ukraine. Điều này cũng sẽ có tác động đến Hungary, Slovakia chẳng hạn. Budapest và Bratislava đã công khai phản đối ý tưởng kết nạp kiev và nato thủ tướng slovakia Robert Fico thậm chí còn tuyên bố rằng ông sẽ phủ quyết động thái này chừng nào ông còn nắm quyền vì nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng Anh, Pháp và Ý đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch chiến thắng. Nhưng tất cả các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đều đang chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước khi cam kết công khai. Trong khi đó, Nga đã ra tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài quy chế trung lập cho Ukraine. Và nếu không phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, Kiev sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Phát biểu trong cuộc họp của quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới ngày 22 tháng 10, bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết rằng Mỹ đang gần hoàn thành phần đóng góp của mình trong tổng số 50 tỷ đô la dự kiến cho Ukraine vay vào cuối năm nay. Được biết là Mỹ có thể đóng góp lên tới 20 tỷ đô la, bà Yellen nhấn mạnh phần đóng góp của Mỹ sẽ được lấy từ những tài sản bị đóng băng của Nga chứ không phải từ tiền thuế. Các nhà lập pháp liên minh châu Âu EU trong ngày 22 tháng 10 đã phê duyệt kế hoạch của khối này nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cho Ukraine vay tới 35 tỷ euro, 38 tỷ đô la. Mỹ đã thúc giục EU đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn về việc các tài sản của Nga bị đóng băng trong một thời gian dài, ngay cả khi có lệnh ngừng bắn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine. Hiện phần lớn những tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu do công ty tài chính Euroclear tại Bỉ giữ ngoài ra bà chelan cho biết ngay tuần tới mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới mạnh mẽ nhằm kiềm chế khả năng chiến tranh của nga bao gồm các bên trung gian ở các nước thứ ba đang cung cấp cho quân đội nga về nhiều mặt bộ trưởng mỹ không đi vào chi tiết về vấn đề này Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình ở Ukraine mới đây, đại diện thường trực của Moscow tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev cần phải là thành viên trong khối NATO do Mỹ lãnh đạo hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Nebenzia nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào hoàn toàn không được Nga chấp nhận và không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hoặc sáng kiến hòa giải nào đặc phái viên nga cũng lập luận rằng hành động đe dọa hạt nhân của tổng thống zelensky tương đương với tuyên bố công khai về ý định vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân npt của ukraine và chứng tỏ sự đúng đắn của moscow khi quyết định tiến hành chiến dịch quân sự sau những lời đe dọa hạt nhân tương tự từ giới lãnh đạo ukraine nhà ngoại giao nga gọi kế hoạch chiến thắng của tổng thống zelensky là nỗ lực lôi kéo nato vào một cuộc xung đột trực tiếp thay vì xung đột ủy nhiệm với nga ông cáo buộc nhà lãnh đạo ukraine đã mạo hiểm đầy toàn bộ thế giới vào ngày tận thế hạt nhân chỉ để nắm giữ quyền lực nhà ngoại giao nga cũng khẳng định moscow sẵn sàng và mong muốn có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với một đất nước ukraine trung lập và không thù địch như đã được ghi trong hiến pháp ukraine và hiệp ước song phương khác tuy nhiên kiev đã bác bỏ tất cả tài liệu này theo tờ Telegraph, cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev, ông John Fonan gần đây nhận định cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk không mang lại kết quả đáng kể. Quân đội Nga đã đột phá qua phòng tuyến của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga chỉ một ngày sau khi một quan chức Mỹ tuyên bố Ukraine có thể giữ lãnh thổ này trong nhiều tháng. Deep State, một blogger quân sự của Ukraine cho biết có nguy cơ lực lượng Nga có thể bao vây lực lượng Ukraine mặc dù sau đó họ tuyên bố rằng. Tiền tuyến ở Kursk khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Deep State cho biết thêm, Nga đã đẩy qua sườn trái của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kursk. Chúng ta đang trên bờ vực của một mớ hỗn độn khác do sự lặp lại của những sai lầm. Riba, một kênh Telegram quân sự của Nga cũng cho biết, lực lượng Nga đã tạo ra những kết quả rõ rệt trong một số lĩnh vực. Những bước tiến của Nga ở khu vực Kursk sẽ là một đòn giáng mạnh vào Ukraine sau khi chính phủ Kiev đã coi cuộc tấn công vào Kursk cuộc tấn công đầu tiên vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai là một nước cờ chiến lược tuyệt vời. Trên mặt trận Donbass, lực lượng Nga đã đẩy nhanh tiến độ với việc chiếm được thị trấn pháo đài Vuleda của Ukraine, sau đó tiếp tục tấn công vào thị trấn chiến lược Toresk. Nhưng thành công của Nga ở Kursk dường như đã gây bất ngờ cho Ukraine và Mỹ. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky vừa cho biết, Nga đã triển khai 50.000 binh sĩ từ các hướng khác nhau từ khu vực Kursk. Đây được cho là mối đe dọa lớn đối với Ukraine. Phát biểu với báo chí, ông Syrsky nêu rõ, Chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 binh sĩ Nga từ các khu vực khác đã được triển khai đến mặt trận Kursk. Theo ông, động thái này đã làm suy yếu vị thế của quân đội Nga trên chiến trường, đặc biệt là tại các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk ở Ukraine ông sersky nhấn mạnh tất nhiên điều này giúp chúng tôi dễ dàng tiến hành các hoạt động phòng thủ hơn tuy nhiên theo đánh giá của kênh deep state có liên hệ với tổng cục tình báo quốc phòng ukraine gur lực lượng nga đã đạt được một số thành công ở sườn trái của mặt trận điều này có thể cản trở các bước tiến xa hơn của ukraine trong khu vực này đặc biệt là xung quanh làng novo vanipka nên nga đang cố gắng củng cố vị trí của họ và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công tiếp theo Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho rằng quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động ở Gluskovsky Ryan, phía tây tỉnh Kursk, nhưng không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Ngoài ra, Ukraine vẫn hoạt động gần Lyubimovka, phía đông nam Korenevo và Kamyshevka, phía đông Korenevo. Song các nỗ lực của họ đang gặp nhiều khó khăn khi lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến nhỏ ở Obukovka, nằm ở phía đông nam Korenevo. Cập nhật diễn biến nóng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK mới đây cho biết binh lính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện đang chiến đấu ở Ukraine và hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện ở Nga và có thể được chuyển ra tiền tuyến. Nga đã bác bỏ các thông tin này trước đó. The Washington Post trích dẫn nguồn tin ISVK cho biết các quan chức Hàn Quốc và Ukraine cho rằng binh lính Triều Tiên đang hoạt động cùng với lực lượng Nga ở Ukraine. Đại diện tình báo quân đội Ukraine cũng thông tin rằng một số sĩ quan Triều Tiên đang quan sát quân đội Nga và nghiên cứu chiến trường trên các vùng lãnh thổ sáp nhập, nhưng Ukraine vẫn chưa thấy các đơn vị Triều Tiên hoạt động tại Ukraine. Quan chức Ukraine cho biết thêm rằng, vài nghìn lính bộ binh Triều Tiên đang được huấn luyện trên lãnh thổ Nga và Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể chuyển họ đến tiền tuyến ở Ukraine vào cuối năm 2024 hoặc đến các khu vực biên giới của Nga để giải phóng. Tuy nhiên, họ cho rằng binh sĩ Triều Tiên có thể đang hoạt động ở khu vực Donetsk mà Nga kiểm soát. Theo họ, một số sĩ quan Triều Tiên đã thiệt mạng do một cuộc tấn công tên lửa gần đây ở Donetsk. Các nhà phân tích ISV cũng lưu ý rằng việc Nga triển khai binh lính Triều Tiên có thể tạo cơ hội cho việc sử dụng lực lượng này ở Ukraine, tùy thuộc vào chất lượng, cơ cấu, cách triển khai và khả năng tương tác của quân đội Triều Tiên. Trước đó khi phóng viên hỏi về thông tin Triều Tiên đưa binh lính đến Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đó là tin giả. Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine vừa cho biết lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine tại tỉnh Kherson đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công. 5 cuộc tấn công đã được ghi nhận tại Kherson và hai cuộc tấn công theo hướng Zaporizhia. Nhà đã sử dụng 318 máy bay không người lái FPV, bao gồm 3 máy bay không người lái loại Lancet, thả 428 quả bom đa năng. Mặc dù các cuộc tấn công đang diễn ra nhưng không có bước tiến nào được ghi nhận. Tuyên bố này phù hợp với cảnh báo trước đó của quân đội Ukraine rằng Nga sẽ cố gắng đạt được một bước đột phá theo hướng Orykov và Malatokmashka ở Zaporizhia trong những ngày tới. Đợt tấn công mới của Nga ở phía nam Zaporizhia diễn ra khi quân đội nước này tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở Donbass. Ông Oleksandr Orimenko, chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 72 cho biết quân đội Nga ở Vleda đông hơn lực lượng phòng thủ Ukraine khoảng 9 lần. Kể từ sau khi giành được Vuleda, quân đội Nga liên tục đạt được nhiều thành công khác ở Donetsk.